rồi, alo chào anh em. Đây nay mình mới đang xử lý cái xe cho các bạn đến từ Bình Phước. Đó. Thì cái xe zin của bạn này thì ngày trước là nó hơi bị rung sáng sớm thôi. Thì sau khi bạn đi xử lý thì có được 10 ngày, người ta thay bố khác á, được 10 ngày nó cũng là y cũ. Thì sau đó đi dán bố, đây, bố dán. Dán bố xong thì 10 ngày sau nó vẫn rung lại nha. Rung mà vừa bị gần ở tốc độ 40 50. Đó, thì sau đó thì bạn lại úp thêm nguyên một bộ nồi lai. Đó, bạn úp nguyên bộ nồi lai đây. Đó, bộ nồi đẹp không anh em? Vàng nè. Cái cánh quạt nó màu cánh quạt của nó màu đỏ rồi, đẹp rất là đẹp luôn. Đây. Đó, thì cái này là mình lưu ý cho những anh em nào mà thích im nhẹ mà không gần thì anh em đừng có đi những bộ nồi này, tại vì bộ nồi này dành cho những bạn nào thích tốc độ mà thấp ga nạp đó. Chứ còn anh em đi bộ nồi này, bộ nồi lắp chạy được bao lâu rồi? Được 10 ngày. 10 ngày rồi. Đó, bố ăn chưa đều đó mà, bố ăn mới có chút xíu này thôi, nên nghĩa là cái này nó có bộ nồi này thì dành không thích hợp cho những bạn đi nhẹ nhàng nha. Đó, rồi cái chuông này thì bạn mới mua về mà miễn vớt dán bố. Cuối cùng là cái xe của bạn nó tại quầy hết rồi, chung mà vừa bị gần mà vừa bị gào nữa, nên là đây thì mình mới lấy hai cái nồi. Đây là hai chén cũ của bạn nè. Hai chén viên cũ nè, đây. Đó thì mình lấy cái nồi này, mình mở rảnh. Đó, mình chỉ làm để nồi trước nhẹ cho bạn, và mình phải thay lại giá bình dân thì mình lấy bố FCC và chuông FCC. Đó, rồi mình canh là so cho bạn, thì giờ hỏi chạy mượt không? Rồi giờ còn bị gần nữa không? Hết gần rồi đúng không? Thôi, hết thằng mò là lắp một cái là đúng đồ zin, nó vô lắp đúng cái là vô là hết ngay và liền chứ không còn bị nữa. Rồi kết thúc chiếc xe luôn đi em, nó bắt hết vô luôn đi. Là bi của em là bi zin của em lụm này luôn á nha. Bi trong xe đó là chỉ có là anh dứt sẵn nên anh đổi bộ này, nó dứt sẵn bộ này trước rồi để mở tua, nó mở lên cho nó nhẹ, cho giúp cho xe ra đầu nó nhẹ đó. Rồi thì chuông thì chuông xe như nãy nói, chuông bố với lò xo ba càng với cái lò xo trụ nữa, đó là chỉ đơn vị thôi, là xong rồi đó. Xe em là nhẹ mượn đúng không, là zin thôi. Đi là khi nào mà được cỡ 6 đến 8 ngàn cây xin nộ một lần thôi, ngoài ra là không có cần phải thay thế chỉnh sửa gì hết. Chuông đầu là sáng sớm thì ở sáng sớm á, là 100% thì có thể là nó sao hết, nhưng mà giảm 80% thôi. Nó còn cái này nhẹ thôi, nó lâu lâu nó có nhưng cái đó là hiện tượng bình thường, đừng có đi thay vô nó hết 100% được thì tất cả các xe luôn. Còn cái những cái rung mà nặng á là sáng sớm luôn, là nó rung là không nói rồi, nhưng mà chạy lên càng nóng là càng lên ra càng giật, càng nóng mới lần dừng này đỏ cái lên ra giật á, cái đó mới là nặng. Chứ còn cái này là đi ra nó không giật. Cái này là làm cho rất là nhìn xe rồi, nó không có bị rung lại. Đó với ít hơn. Đó. Để chia sẻ lại với anh em, thì để anh em nào mà đang có chiếc ít hơn ngon. Một lát đây là mình sẽ có một chiếc xe bên Đức Hòa qua nữa. Đó, chiếc Đức Hòa nó cũng là mới, nhưng mà chiếc Đức Hòa kia chắc không làm nhiều vậy. Chiếc xe bên Đức Hòa chắc nghĩ chắc dán bố quá vậy thôi, nhưng mà cũng bị rung trang vậy đó. Bây giờ sau khi làm xong nó còn giật dữ hơn lúc chưa làm nữa. Nên là rồi cái này nè, gom bỏ cái nào mà nguyên bộ lai nè, này mà gom vô bỏ một bịch cái nó mang về á. Đó, để anh em nào có ý định muốn chơi, muốn biết cảm giác nó ra làm sao á, thì mình nói với anh em thì đương nhiên cái nồi này là bi nhẹ thì máy đó. Anh em muốn im là nó không im được nha, nó rất là ồn. Dành giải thích thích hợp cho những bạn nào mà bạo lực đi vặn tốc độ cao, ép ga đồ nhiều á, thì các bạn nên đi bộ này là hợp lý. Như bạn đó như đó, như bạn biết gành về xe, hiểu về xe. Còn những bạn mà muốn nó nghĩ là nó im mượt cho bốc là không có nha. Đó, cái nào cũng có cái giá của nó. Đây là nguyên bộ. Còn đây là bộ thứ hai của bạn. Cái bình này đâu rồi, bỏ vô cho bạn đi. Đó. Ba cái lần sơ luôn nè. Để mà cho mấy bạn, như các bạn vừa hỏi mình là ốp nguyên bộ đó ngon vô ngon không, mình không có xài tới gì. Đó, đây là lò xo. Cái này cũng cắt gọt luôn rồi. Không biết gọt này chi ta. Không hiểu luôn, tự nhiên cái gọt cái gì ngoài chi vậy? Cho âm cái này xuống dưới cái nó đỡ được, nó âm xuống. Ủa, nếu mà nó âm xuống dưới rồi cái mặt này nó không tị lên trên rồi đâu còn làm xong rồi, như đó rồi giờ bỏ vô đi đó. Rồi bỏ lấy đi rửa trời, thì ai biết đâu, thì cái cầm mang về đi. Rồi có dục anh gì, dục anh cũng bán gì chai chứ có làm gì. Rồi thôi, chia sẻ cho anh em về bộ nồi này như thế này đó nha. Để mốt rất là nhiều bạn hỏi mình, nhắn tin hỏi mình về bộ nồi này đi, hôm nay đi đó. Em nhìn nhà mình, mọi người mọi sở thích, chứ không phải là nó dở nhưng mà nó không phù hợp với những bạn thích nhẹ nhàng êm ái nha. Em chưa thấy gần căng, em chưa. Ủa gì đây, bây giờ là xe không đang không có garanti hả? Có garanti mà nó lụp bụp, nó mất luôn cái chế độ mất chế độ anh đó hả?
Ở cái hông, cái còn cái hông Vin em đâu? Hông Vin đó. Tự nhiên là dạng ra dạng vô nhiều quá. Hiện tại là bây giờ là xe đang không có chế độ idling top hả? Không. Nhưng mà canh tin sao em nổ máy lên đây? À nó cà giật cà giật cà giật cà giật cà giật hả? Có lúc lúc anh chạy em dừng lại nó không có điều. Xe em đâu order được bao nhiêu ngàn rồi? 30 ngàn hả? Rồi để xử lý cái này luôn cho. Giờ tính tính ốp cho em nhưng mà anh sẽ xử lý cái này nữa. Không không cần thay. Ai kêu thay không ra? Cái không ra xe mới mà kêu đi thay không ra hả? Vãi vậy. Thôi được rồi, để ông chỉnh đi, không có được cái đó đó. Ông kêu bây giờ phải thay ra vô mới chỉnh được anh đi. Bây giờ là chỉnh chỉnh anh đi không được. Ừ. Là kêu thay cái không ra mới chỉnh anh đi được. Ừ. Đúng không? Rồi gì bây giờ đâu bây giờ? Bây giờ anh nhận thử rồi không? Ê, đúng rồi, bây giờ dặn cho được đúng không? Vậy bây giờ anh mà giờ hư sao? Anh xử lý lại cho em này, không có thay cái gì hết. Anh chỉ vệ sinh thôi. Dạ anh chỉnh cho anh đi được cho em cái phần này nha. Rồi tự nhiên nãy giờ không nói sớm luôn, trời ơi. Rồi anh em thấy xe này cái họng ga đang rất là dơ, là 30 ngàn rồi. Xe các bạn bị mất cái idling top thì sau khi vệ sinh cái họng ga trước đó bạn đã vệ sinh được cái họng ga bung gì đó, mà vệ sinh xong á là không có chỉnh được cái nút chỉnh gió cho nên em thường chúng ta nhả ra là garanti nó sẽ lớn lên đúng không, mà chúng ta nhả ra nó không lớn, nó cứ một chế độ vậy thôi. Nên là cái xe này thì có thể trước đó là không được reset lại hay là nên là không chỉnh được, chứ không ốc gió đáng lẽ chúng ta sẽ chỉnh được nha. Rồi anh em lưu ý để thôi, cách vệ sinh cái họng ga mà anh em vệ sinh lắp vô mà dặn không được ốc gió là một, thì anh em không reset lại ECU. Là cái thứ hai, cái xe mà mất idling top á thường nó chỉ có hai nguyên nhân. Đầu tiên là cái dòng tua của nó bị nhỏ quá, nó không đủ 1600, 1700 thì nó sẽ không có chế độ idling top. Và cái thứ hai nữa là nó bị cái bình ắc quy chúng ta ắc quy kém dưới 70%, có nghĩa là nó bị yếu ampere, hoặc là mặc dù anh em còn đề được nhưng mà để nó hơi bị yếu thôi là nó sẽ không có chế độ idling top. Còn những nguyên nhân thứ ba có thể là bị hư cái kia này ít, nó cũng có nhưng mà nó hiếm thì xảy ra, như là hư cái nút hoặc là hư cái đường cái bên ECU gì đó thì rất là ít. Thường thường là do cái họng ga nó dơ rồi chế độ garanti nó nhỏ quá nên nó không đủ thôi, nên là anh em lưu ý. Còn xe này trước đó thì chỉnh không được, bạn khách được khuyến được yêu cầu là thay luôn cái họng ga đi để mà chỉnh lại cho đồng bộ. Thì hôm nay thì mình không có thay, mình chỉ mở ra vệ sinh, lát nữa mình vệ sinh sạch sẽ và kiểm tra lại buri. Thì bây giờ nếu mình để mình chỉnh lại cho, một là mình phải chỉnh cái dây chế độ idling top, bạn khách nó có hay có không quan trọng, nhưng mà trước đó cái xe này á sau khi làm xong bây giờ là chạy đậu đèn đỏ, nó xe nó lụp nó giật không, nó không có được ngọt ga giống như trước nữa, nên là cái tại do cái nút chỉnh đây nè chỉnh không được, nên mình bây giờ mình phải vệ sinh cho mình reset lại để mình chỉnh cái đó được cho xe nó có ngọt. Còn nó có chế độ idling top này hay không thì đó cũng hên xui đó. Thì 30 ngàn cây thì cái bình của em có thể mấy năm rồi? Bình mới thay rồi hả? Bình mới thay rồi thì có thể mấy lát này vệ sinh lại nên nó sẽ có nha. Gì? 2 năm rồi hả? 1 năm. Hai bình 1 năm rồi. Là bình trung hạ luôn á. Rồi vệ sinh em. Rồi anh em, giờ thì mình mới vừa vệ sinh không ga xong rồi đó. Giờ gì mình mới vừa reset máy lên hết rồi. Giờ thì về đây dùng tua máy đang ở mức độ là 1000, đang dùng tua là 2000 nha. Bây giờ mình muốn cho nó nhỏ này thì mình siết vô nè. Là nó sẽ nhỏ nè. Đó, thấy chưa? Giờ còn có 1600, 1500 luôn, 1400 rồi nè. Đó, anh em muốn mà cho nó ngon lắm. Mình dặn ngựa ga nè. Mình để cái máy ở đây cho anh em dễ nhìn. Rồi em dịnh mang cái này cái máy vậy. Đó. Rồi bây giờ mình dặn ngược ra nè, nếu mà mình dặn ngược ra thì cái dòng tua máy nó sẽ lên nè. Đó, nào đây nè, không đây không, giờ nó đó nó đang lên đó, thấy chưa? Này đó. Thì anh em vệ sinh xong mà phải reset máy thì mình dặn ngược ra như thế này nha, thì dòng tua nó lên đó. Làm mới đúng lại phương trình nha, chứ còn em mà vệ sinh xong á mà mình dặn con ốc, còn dặn ốc chỉnh gió này mà dặn nó không có lên được dòng tua luôn là lúc đó là mình làm không đúng quy trình nha. Có thể không khôi phục lại nữa. Giờ anh sẽ để cho em ở mức 1600 nha. Rồi đây chỉnh cỡ 1600 đi đó. Rồi ok, giờ để qua bên đi. Đó, giờ mà giờ máy em nghe nổ nó nhuyễn hơn nãy chưa? Nó nhuyễn giật không? Nó không có sực, nó không giật như nãy nữa đúng không? Dạ rồi, chào. Để cho nó nóng máy lên xíu và xem nó có ai điểm tới không? Có cái chai này em.
Rồi, anh đi tới em ra hoạt động rồi nè. Dạ. Rồi chấp nháy nháy nè. Không, mình dặn ra lên nè. Được chưa? Không. Đó. Rồi bây giờ có cần thay không ga nữa không? Đó. Rồi, ok, đó nhìn như rồi. Đó. Cho dòng tua máy nó lên tầm khoảng 1.600 đi. Đó, chuẩn 1.650. Rồi 1.800, 1.600. Đó, giờ nhảy là mức độ 1.600 đi đó. Rồi, ok. Đó. Bật chế độ alien top lên. Ừ. 3 giây là tắt nha. Đó. Rồi, ok. Rồi lắp cho em xong hết rồi đó. Rồi, nghe chưa? Rồi qua video này thì chia sẻ anh em thì thôi nha. Thì cái alien top nhiều bạn hoang mang không biết sao thì mình chỉ hết cho bạn hiểu thôi. Đó, đi lâu quá nó dơ, không ra kim phun này vệ sinh không sạch sẽ thì nó phun sao không đủ thì dùng tua máy nó không được ngọt, không được giặt. Đó, vậy này bình ắc quy này xe này bạn cũng mới hơi chân hãng rồi. Đó. Anh thấy vậy thôi. Rồi thôi giờ mình đã chỉ xử lý xong cho cái bạn xe này tại nãy mình làm nội không, bà không diễn tả cái hông ga này. Như cái lúc mà gần về các bạn nói anh ơi hông ga thay nhiêu tiền vậy đó, mình mới hỏi. Thì mới lầu ra là cái xe này là không có ngọt xe và không có được chế độ alien top nên giờ mình đó chỉ xin một là cho ga nó đều. Rồi thì giờ có luôn là alien top nha. Rồi chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em trong những video clip tiếp theo nha.